Hôm nay chúng ta đã có việc gặp lại nhau. Hôm nay chúng ta sẽ chọn đấu một trận băng mây. Hôm nay chúng ta đã có một trận đấu ngang tài ngang sức rồi. Ngươi có dám không? Nói chuyện gì kỳ vậy? Nó thường không nói. Chơi băng mây chơi. Ai chơi giỏi hơn nó tính sao mà. Tới lượt ta. Hút rồi. Trời lâu rồi đó. Ôi hút rồi. Chúc mừng. Sinh nhật của bạn nên tôi sẽ chúc mừng bạn được thua. Sao bắn không trúng mà tới đây vậy ta? Thấy bạn.